giải đấu bóng đá lớn nhất châu Âu Euro 2024 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 14 tháng 6 tại Đức. Đây là sự kiện được mong chờ nhất trong năm của làng túc cầu thế giới, với sự góp mặt của những đội bóng và ngôi sao hàng đầu, tạo nên những trận đấu kịch tính. Mặc dù hầu hết người hâm mộ thường tập trung quan tâm vào trái bóng tại Euro 2024 diễn ra ở Đức, nhưng đây cũng là một sự kiện thương mại lớn. Đa phần các nhà tài trợ của giải đấu đều đến từ nước ngoài, trong đó nổi lên các công ty Trung Quốc và Mỹ. Đổi tài trợ từ Adidas sang Nike, Mỹ giành chiến thắng trên chính sân nhà của Đức. Gần đây, một sự kiện thương mại, bóng đá đã làm xáo trộn một số vấn đề ở Đức. Ai cũng biết trong hơn 70 năm, đội tuyển quốc gia Đức luôn thi đấu trong trang phục của Adidas, thương hiệu là niềm tự hào của người Đức. Tuy nhiên, vào ngày 22 tháng 3 vừa qua, Liên đoàn bóng đá Đức DFB đã thông báo rằng nhà sản xuất thể thao Nike của Mỹ sẽ tài trợ trang phục cho đội tuyển Đức trong ít nhất 7 năm. Lý do cho việc quay lưng với phương châm người Đức dùng hàng Đức. Theo một số báo cáo, Liên đoàn bóng đá Đức kiếm được số tiền ít nhất gấp đôi so với khi hợp tác với Adidas, được cho là trị giá 50 triệu euro, tương đương 54 triệu đô la Mỹ mỗi năm. Hãy nhìn lại lịch sử. Nhờ sáng tạo ra giày bóng đá có đế, Adidas đã đóng một vai trò quan trọng trong chức vô địch thế giới đầu tiên của đội tuyển Đức tại World Cup 1954 ở Thụy Sĩ. Trong trận chung kết, kiểu giày mới đã mang lại cho cầu thủ Đức lợi thế rất lớn trước Hungary trên mặt sân ướt đẫm mưa để thắng ngược với tỷ số 5-3. Trong những thập niên sau đó, mối quan hệ hợp tác giữa Liên đoàn bóng đá Đức và Adidas gần như cộng sinh. Thỏa thuận của Liên đoàn bóng đá Đức với Nike khiến nhiều người hâm mộ bóng đá Đức chết lặng, không nói nên lời và ngay cả các doanh nghiệp Đức vốn thực dụng cũng phải kinh ngạc. Các chính trị gia Đức dù vốn thận trọng nhưng cũng phải cất lời chỉ trích Liên đoàn bóng đá nước này. Bộ trưởng Y tế Đức Karl Lauterbach, thuộc Đảng Dân Chủ Xã hội, bày tỏ sự thất vọng trên mạng xã hội Twitter, "Tôi nghĩ đó là một quyết định tồi, khi thương mại phá hủy truyền thống và một phần giá trị gia đình." Và Bộ trưởng Kinh tế Robert Habeck, thuộc Đảng Xanh, nói, "Đối với tôi, Adidas và màu đen, đỏ và vàng, ba màu trên lá cờ Đức và là một phần bản sắc của nước Đức." Trung Quốc giành lợi thế thương mại tại Euro. Với thông báo rằng hãng sản xuất xe điện BYD của Trung Quốc sẽ là một trong những nhà tài trợ chính cho Euro 2024, chứ không phải Mercedes hay Volkswagen, vốn là những niềm tự hào khác của Đức. Mặc dù điều đó có thể gây ngạc nhiên cho nhiều người nhưng sự thất vọng này đã có tiền lệ. Hyundai của Hàn Quốc cũng từng được chọn làm một trong những nhà tài trợ chính cho World Cup năm 2006 tại Đức, thay vì các nhà sản xuất ô tô made in Germany. Kênh truyền thông DVK của Đức đã có những nỗ lực tìm hiểu điều gì đã thúc đẩy quyết định này nhưng gặp khó khăn. Liên đoàn bóng đá Đức từ chối trả lời các câu hỏi của phóng viên DVK và kêu họ đến chất vấn nhà tổ chức là Liên đoàn bóng đá châu Âu UEFA ở Nyon, Thụy Sĩ. Nhưng phía UEFA cũng từ chối trả lời bất kỳ câu hỏi nào liên quan vấn đề tài trợ này. Thay vào đó, kênh truyền thông DVK nhận được danh sách rút gọn gồm 5 đối tác kinh doanh tham gia giải vô địch Euro 2024. Theo danh sách đó, Adidas đang cung cấp bóng thi đấu và thiết bị cho tình nguyện viên và nhân viên. Atos, nhà cung cấp dịch vụ kỹ thuật số toàn cầu, chịu trách nhiệm về công nghệ thông tin trong suốt giải đấu. Và BYD đang cung cấp một đội xe điện. Các nhà tài trợ khác là Coca-Cola và nhà điều hành đường sắt quốc gia Đức, Deutsche Bahn. Một nghiên cứu về giải vô địch châu Âu được công bố vào tháng 6 bởi Đại học Hohenheim do giáo sư Marcus Bow là chủ biên đã xác nhận rằng Adidas là nhà tài trợ nổi tiếng nhất, 56% người Đức biết rằng nhà sản xuất đồ thể thao đang hỗ trợ giải đấu. Nghiên cứu tiếp tục nói rằng thấp xa phía sau là các công ty mà ít người biết tới, với khoảng 3% mỗi công ty là nhà tài trợ chính thức cho Euro 2024. Để tìm hiểu thêm về quy trình lựa chọn nhà tài trợ, DVK đã liên hệ với giáo sư Henning Vopel, giám đốc Trung tâm Mạng lưới Chính sách châu Âu. Ông coi lời kêu gọi các công ty Đức tài trợ cho một sự kiện diễn ra ở Đức như Euro 2024 là điều không thực tế. Giáo sư Vopel nói, thị trường hàng tiêu dùng phần lớn là thị trường toàn cầu và bóng đá có phạm vi tiếp cận toàn cầu, đặc biệt là đối với một sự kiện quan trọng như giải vô địch châu Âu. Toàn cầu hóa nền kinh tế và thương mại hóa bóng đá luôn song hành. Giáo sư Vopel lưu ý rằng không phải tất cả các đối tác của UEFA đều đến từ nước ngoài. Có cả các nhà tài trợ trong nước cũng như các nhà tài trợ toàn cầu. Sự khác biệt này cho phép UEFA tối đa hóa thu nhập tài trợ của mình trong khi vẫn duy trì cảm giác tập trung vào quốc gia. Và nhà tổ chức quyết định ủng hộ hay phản đối nhà tài trợ như thế nào? Giáo sư Vopel cho rằng, về cơ bản, UEFA quyết định theo hai tiêu chí. Thứ nhất, ai chịu chi nhiều nhất? Và thứ hai, ai là người phù hợp về mặt chiến lược? Theo giáo sư Vopel,
Không có gì ngạc nhiên khi năm nhà tài trợ toàn cầu ở giải đấu này đều đến từ Trung Quốc, vì họ có mối quan tâm lớn nhất và do đó sẵn sàng trả tiền tài trợ cao nhất. Việc tài trợ có đáng giá không? Nhà công nghiệp Mỹ Henry Ford đã nhận xét rằng 50% số tiền ông chi cho quảng cáo đã đổ sông đổ biển. Nghiên cứu của Đại học Hohenheim đưa ra kết quả tương tự. Các tác giả cho biết liệu tài trợ có thực sự có giá trị đối với các công ty hay không vẫn còn là vấn đề đáng nghi ngờ hơn bao giờ hết. Theo Vau đến từ Đại học Hohenheim đã phân tích dữ liệu được thu thập trong một cuộc khảo sát trực tuyến với 1.000 người, cho biết điều này hầu như không gây ra bất kỳ tác động mua hàng trực tiếp nào. Chỉ có khoảng 12% số người được hỏi chịu tìm kiếm các thương hiệu tài trợ cho giải vô địch châu Âu khi mua sản phẩm hoặc dịch vụ. Nhưng tài trợ thể thao không phải là công việc kinh doanh thu lợi hàng ngày, mà là một khoản đầu tư chiến lược. Giáo sư Vopel cho rằng, tài trợ không có nghĩa là nó mang lại lợi nhuận ngay lập tức về mặt dòng tiền. Đó là về định vị chiến lược, nhận thức về thương hiệu và sự chú ý của giới truyền thông. Và giáo sư Vopel phân tích các công ty đồ uống hoặc nhà cung cấp thiết bị thể thao thường đến từ các thị trường độc quyền. Có một động lực đặc biệt mạnh là không bị tụt hậu so với một số đối thủ cạnh tranh toàn cầu. Mục đích là vượt qua đối thủ cạnh tranh. Thông tin quan trọng về vòng chung kết Euro 2024. Giải đấu bóng đá Euro 2024 sẽ chính thức khai mạc vào ngày 14 tháng 6 tại Đức. Lễ khai mạc Euro 2024 sẽ diễn ra tại Allianz Arena ở Munich, Đức, một trong những sân vận động hiện đại và lớn nhất châu Âu với sức chứa tại giải đấu năm nay là 66.026 người. Buổi lễ dự kiến bắt đầu vào lúc 19 giờ ngày 14 tháng 6 giờ địa phương, tức khoảng 0 giờ rạng sáng ngày 15 tháng 6 giờ Việt Nam, với nhiều hoạt động hấp dẫn để khởi động cho giải đấu hấp dẫn nhất trong năm của bóng đá thế giới. Lễ khai mạc diễn ra ngay trước trận đấu khai mạc lúc 2 giờ ngày 15 tháng 6 giờ Việt Nam giữa chủ nhà đội tuyển Đức và Scotland. Để tạo thêm sức nóng, trước lễ khai mạc một ngày, tại thành phố chủ nhà Stuttgart sẽ được tổ chức một buổi hòa nhạc mang tên lễ hội Stuttgart Euro 2024. Tại đây, các nghệ sĩ quốc gia sẽ trình diễn những màn âm nhạc đỉnh cao. Tham dự giải đấu năm nay có 24 đội là Albania, Áo, Bỉ, Croatia, Cộng hòa Séc, Đan Mạch, Anh, Pháp, Đức, nước chủ nhà, Hungary, Italia, Hà Lan, Bồ Đào Nha, Romania, Scotland, Serbia, Slovakia, Slovenia, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, Thổ Nhĩ Kỳ, Ba Lan, Ukraine và Georgia. Vòng chung kết Euro 2024 sẽ diễn ra tại Đức từ ngày 14 tháng 6 tới ngày 14 tháng 7 năm 2024 tại 10 thành phố ở Đức với 24 đội tham dự. Các đội được chia thành 6 bảng để chọn ra 12 đội nhất, nhì ở các bảng và 4 đội xếp thứ 3 có thành tích tốt nhất giành vé vào vòng knockout. Đây là thể thức đã được áp dụng từ Euro 2016. Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Để tìm hiểu thêm những thông tin khác liên quan tới các vấn đề về thị trường, kinh tế, doanh nghiệp, mời quý vị truy cập vào website của chúng tôi tại địa chỉ www.kinhtechungkhoan.vn để theo dõi. Nếu thấy hay, hãy nhấn like và đăng ký kênh để ủng hộ Tòa Soạn có thêm động lực sản xuất nhiều video hay phục vụ quý vị. Xin chào và hẹn gặp lại!